Chào. Làm việc cũng không yên à? Bế thì em không cho bế. Nhưng mà lúc nào em cũng đòi đòi là phải đòi cho bằng được. Như vậy có phải là ích kỷ không? Sao? Tại sao chị muốn em làm cái gì mà em không làm? Nhưng mà lúc nào mà em muốn chị làm cho em cái gì ấy, là em cứ phải mè nheo bằng được là như nào? Dạ vâng, gì ở đây? Ngồi mà nó cứ ở dưới xong nó ý như vậy đấy. Như thế có phải là xấu tính không hả sâu? Em định ngồi đấy xong rồi ăn vạ đến bao giờ? Em không phải ra gần đây để nịnh đâu. Em muốn chơi đúng không? Nhưng mà bây giờ chị đang rất là bận. Nếu mà không nói gì với em thì em cứ ngồi ở đằng sau em như vậy à? Hả? Sao, bao nhiêu tuổi rồi? Em có thể kêu một cái từ nào đấy khác ngoài cái từ eo hả? Không. Không có chơi bời gì cái giờ này cả. Đấy. Không đáp ứng được là nó dỗi nó bỏ đi rồi đấy. A few moments later. Nào, sâu. Trời, quá đỉnh luôn. Đâu rồi? Chơi quả này đi. Nào, sâu. Nhà em xuất hiện. Chơi với sao, đưa cho anh em chơi với. Trả số đấy cho anh em chơi nhé. Nhem, đến lượt nhem đấy. Sâu mệt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cuối cùng thì cũng vẫn phải chiều chúng mày thôi. Mãn nguyện không? Mãn nguyện chưa? Và nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like để ủng hộ thêm cho mình nhé. Và các bạn muốn mình làm thêm về cái nội dung nào nữa thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận cho mình biết. Và mình sẽ cố gắng để làm những nội dung đó trong những video tiếp theo. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah yeah yeah.